Đúng mình là đi đây và hiện tại là mình trong tiếp tục trong tựa game Fruit nha bạn. Rồi thì hôm nay đó gì, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái combo cực kỳ đơn giản nhưng mà hiệu quả trong săn PvP nha bạn. Thì combo này là mình tự sáng chế ra thôi nha các bạn, thì nên có gì chỗ nào mà thiếu sót hay sai sót á, hoặc là các bạn là muốn mình thêm vô, thí dụ như là các bạn muốn mình xài thêm kiếm nè, hay là súng gì combo vô thêm bạn cho gọi là khống chế đối thủ nhiều hơn á, thì các bạn cứ comment bên dưới cho mình biết nha các bạn. Rồi thì combo mình rất là dễ dàng đơn giản như mình nói lúc đầu nha, chỉ cần hai cái thôi, God Human và Mochi thôi nha bạn, đó đúng hai cái kết hợp thôi là được rồi nha bạn. Tại nói chung là tại mình già bạn ơi, mình bóng nhiều lúc khó quen nha bạn. Thì các bạn nào mà gọi là có thể sáng chế thêm kết hợp với lại kiếm á hoặc là súng á thì các bạn cứ comment bên dưới cho mình biết nha, hoặc các bạn có thể tự sáng tạo ra thêm nha. Rồi combo này của mình rất là dễ nha bạn, one shot nha bạn, một hit là có thể toan được liền luôn. Rồi nhưng mà combo này nha bạn, combo này phụ thuộc vào chiêu ít nha các bạn, bắt buộc luôn nha bạn. Cái chiêu ít của Mochi là combo này là cực kỳ quan trọng trong combo này luôn. Đó là gì? Đó chính là khi mà các bạn giữ nè, đây bắt chúng đối phương này thấy chưa, là các bạn giữ cho V mình cho liền luôn. Đó các bạn kéo gần lề, đó các bạn bật cho mình cái độc sai bóng đó, bật đó thì các bạn bật cho mình cái tông sai bóng đó, xong rồi các bạn combo với lại God Human cho mình là chắc chắn đối phương 100% là toan luôn nha bạn, 100% luôn nữa các bạn yên tâm. Đó là vậy, là one shot mà các bạn. Thì combo thì thấy các bạn thấy đơn giản ha, đơn giản nhưng mà rất hiệu nghiệm trong PvP luôn nha các bạn. Đây bây giờ mình để bo đầy cây và mình combo lại cho bạn xem nha, rất là hiệu quả luôn trong PvP luôn, các bạn có thể đi săn khá là dễ nữa. Nhưng mà như mình nói đó là bắt buộc là chiêu ít các bạn phải bắt chúng nha, các bạn mà bắt hụt là rất là khó PvP luôn đó. Vậy thì nếu bắt hụt thì cũng đơn giản các bạn, tại các bạn xài mát trái quỷ mà, các bạn có thể xài mấy chiêu còn lại như là Z này hay là C vô để nói chung là cấu rỉa được nha bạn, chứ hai chiêu chính của mình là chỉ là ít với lại V thôi là xong rồi. Đây các bạn nhìn nha, bắt chúng nè, đó xong giữ liền cho mình cái này, xong bật cái tọc lên đó, combo có thằng mình cho mình đó, tông chúng nên mình tông hụt như mày, các bạn mà tông chúng xong rồi các bạn chuẩn thêm chiêu ít này cho mình là toan liền luôn nha bạn. Đấy sau đó nãy giờ mình có một hụt nhiều dữ ta, hình như sai lúc đó. Lại lần nữa nhất quá tao nha bạn, sao mà hụt hoài được, trời đất ơi, không có thể nào mà quê này được các bạn ơi, quê quá hụt không à, phải chuẩn lại nha bạn, không có thể nào mà hụt được. Đây đấm về, rồi bật cho mình cái xe bông trong combo cho mình nè, đó đó thấy chưa, đó một combo là toan nó phương liền luôn. Thì cái combo này á như mình nói đó, các bạn phải có tọc xe bông nha bạn, tại khi mà các bạn bật tọc xe bông á là đối phương không có thể nào xài ken được, các bạn không có xài haki quan sát được để né combo này á, thì các bạn combo mới chuẩn được. Đó là vậy, thì đó thì combo dễ vậy thôi nha bạn. Thì mình chắc chắn có nhiều bạn sẽ nói là combo này khá là dễ dàng á, nên có nhiều bạn sẽ không thích, nên chắc chắn sẽ là kèm theo là súng nè, đó dồn súng vô hoặc là kiếm gì nữa để các bạn khống chế đối phương lại nhiều hơn các bạn. Combo có thể đa dạng hơn, nhưng mà như mình nói là mình già các bạn, bấm nhiều nó không quen. Rồi các bạn cũng có nhiều bạn mới xem mới thắc mắc là sao mình được 10 mờ, thì như mình nói là mình đã được 10 mờ khá là lâu nha bạn. Bạn nào xem mình lâu thì sẽ biết, hình như là update 8 nha bạn, update 7 hay update 8 á, mình không nhớ, của Lock Root á. Thì lúc đó vừa ra mắt C2 đó, vừa ra mắt C2 thì mình có nghe cái tin là khi được 10 mờ là mình sẽ được triệu hồi du biển các bạn, nên mình mới cày liền 10 mờ lúc đó luôn. Xong rồi từ update đó tới giờ luôn nha bạn, như là trời ơi, update tới đó tới giờ là như là cỡ một năm rưỡi đó bạn ơi, lâu lắm rồi đó, mình chưa giờ bb luôn bạn ơi, đó mình chưa bây giờ đụng tay vô bb luôn, nên các bạn thấy là mình 10 mờ tròn nè, mình không lên mà mình cũng không tuột nha bạn. Đó là vậy, nếu các bạn có gì mình bb hơi gà thì các bạn thông cảm cho mình nha, có gì mà mình làm quen được bb á thì mình có thể kết hợp chung ý kiếm với lại súng vô được nha bạn, chứ giờ già các bạn phải bấm nhiều nút không quen thật sự đó. Nhưng mình ví dụ nè, khi mà các bạn combo gì xong đúng không, các bạn đấm vơ vô á đó, các bạn bật tập xe bông nè, thì lúc này các bạn có thể thêm súng hay cái gì đó rỉ hay là, nhưng mà mình sợ bạn, sợ lúc mà các bạn rỉ đối phương sẽ solo ra được á, nên lúc đó là không one shot được. Đó là vậy, còn nếu mà các bạn xài kiếm hay là súng á thì các bạn cứ đứng rỉ ra ngoài nè, đó hay Campucha cũng được đó, các bạn có thể xài kèm theo Campucha đây đó, thì các bạn nói chung là rỉa, bạn rỉa đối phương á thì có thể Campucha đẩy ra hay là kèm theo kiếm gì đó chuẩn cho ngầu các bạn, chứ combo chính của mình là chỉ hai này thôi ha. Rồi bây giờ sẽ vô thực chiến cho bạn xem luôn nè, bb thử với bo luôn cho bạn xem nha. Đây hiện bo hiện tại là qua hải quân nha bạn, chứ bo qua hải tặc 30m thì khó với mình quá bạn, tại mình cũng không có bb nhiều bạn ơi. Đó là vậy, nên chấp đi bo 30m mà, kêu bo chấp đi nha bạn. Rồi vô nè, 1 2 3 thử nha, vô thực chiến thử nha, coi như combo này của mình như thế nào nha. Ủa cái gì vậy,
Ô bụi vãi, ô gì cũng trúng ảo thế. Đây các bạn nhớ nha, chiêu ít này phải chuẩn cho mình nha. Ôi cái gì, ôi combo này phải chuẩn cho mình chiêu ít nha bạn, bắt chúng là xong, chỉ cần bo cũng sợ bạn ơi. Combo này chuẩn là chỉ cần ít chúng là xong nha bạn, hơi phụ thuộc ha. Có lẽ các bạn sẽ từ từ chạy ra hết hồn hay không biết ngay dương sẽ quăng cái cục không à, bắt ấy hụt ấy. Thì như mình nói đó, hơi phụ thuộc vào chiêu ít nha bạn, tại các bạn ít hụt là các bạn khó combo lắm, hơi phụ thuộc chút. Nhưng mà combo này các bạn đơn giản ha, đơn giản mà dễ cho mấy bạn nào mới tập chơi lòng, mới tập BB luôn, BB dễ dàng và rất là mạnh nha bạn, one shot mà. Ôi ơi dễ hụt kìa, ây da chú đụng đó. Các bạn có thể xài Z để rỉa hoặc là C nè, đó C để câu máu gì cũng được. Ui da, ủa rồi xong mình rồi, ô hô hên quá. Ây da, vậy mà trúng kìa, xạo vậy hư. Ôi bắt đúng, bắt đúng. Ủa trúng không, ủa trúng rồi luôn, rồi luôn thấy xong. Ủa bắt trúng mà mình không thấy á bạn, hình như tôi coi binh bao nhiêu vậy. Trời ơi 200 binh hèn chi bạn ơi, 200 binh nên mình hơi bị delay chiêu á bạn, delay rất không có nhiều như vậy, nhưng mà cũng có gọi là delay các bạn thấy không đó, mình ra chiêu rất là lâu rồi á, nhưng mà cỡ một giây sau chiêu mới ra á, là các bạn thấy đây do binh nha bạn, chứ không phải là do các bạn combo hụt đâu đó. Nếu mà binh cỡ 100 hoặc là 8 mấy hay 9 mấy thôi là combo mượt lắm nha bạn, là một phát là xong liền luôn đó, là vậy. Rồi lại nè ba, vô hồi nãy mình bắt trúng rồi đó bạn, mà mình không có cảm giác là không có trúng á, nên cái gì hơi cay. Binh lắc quá đó, chỉ cần bắt trúng ít là xong à, mọi chuyện đều kết thúc nha bạn, mọi chuyện sẽ kết thúc liền luôn đó. Combo mình là vậy, hơi phụ thuộc vào Mochi hả bạn, nên combo này mình nói là đơn giản các bạn, đơn giản cho bạn nào mới tập BB thôi. Rồi đó bạn nhìn nè, đó thấy chưa, đó xong rồi đó bạn, kết thúc rồi đó đó. Ê chưa hút không đó các bạn không, đó một phát là các bạn có thể kết thúc liền rồi. Nhưng mà mình trưởng xe hụt nên các bạn thông cảm ha, tại mình không có BB nhiều á, nên mình là BB hơi gà đó bạn sẽ thấy rồi. Ôi cái chiêu ô kia Gabucha nó khống chế các bạn khó chịu ha. Ui da ui khó chịu thiệt. Ôi công nhận bo BB cũng ghê thiệt chứ, mình hối BB nhiều các bạn ơi, không sao vẫn được nha. Hư ai da, vậy mà hụt xạo thiệt. Cái này zoom gần lại tí nha bạn, tại combo của God Human nó cho chuẩn tí. Ủa hụt à, phải vậy mà tưởng chúng. Hư chạy đâu chống à, ai da. Hư trưởng nè, ui rồi trưởng. Lúc này là mình không có bê bạn ơi, bắt chúng lại công C luôn cho chắc là vậy. Rồi nói chung là đơn giản nha bạn, nhưng mà hơi phụ thuộc ha. Các bạn chắc chắn sẽ comment dưới là cái combo này nó quá phụ thuộc vào Mochi nha bạn, à không phải Mochi mà là ít của Mochi nha bạn. Đó thì combo này là gồm God Human, Meleo, God Human, chắc quỷ là Mochi thức tỉnh và tập xe bông thôi nha bạn, chỉ cần ba combo thôi là được, nhưng mà hơi phụ thuộc vào ít ha các bạn thấy nha. Đó hơi đơn giản mà, tại vì nếu mà ít hụt thì các bạn chỉ cần đứng rỉa hoặc là câu giờ đó bạn, chờ ít hồi các bạn mới combo được one shot thôi nha. Vậy rồi tiếp nào trận 2 nè, hơi phụ thuộc một chút nhưng mà đơn giản cho mấy bạn nào mà lừa bấm nút giống mình nha bạn đó, tại mình cũng già rồi mình khó bấm được nhiều nút các bạn ơi. Có gì mình tập BB lại rồi mình tính sao nha bạn, chứ giờ hơi khó cho mình đó, thì khó lâu quá không BB các bạn ơi. Đây là trận đầu tiên mình được BB với bo luôn nè. Ôi hổ hết hồn thế tưởng hụt. Yeah. Tại mình mà trúng combo bo là mình toan liền nha bạn đó, để mình chỉ cần trúng bo là mình toan này luôn. Nói chung là giờ bạn nào cũng chơi combo one shot với nhau đó, ai bắt trúng được thì bạn đó là người giành chiến thắng thôi, đó là vậy. Rồi tại combo bo là hay dịch chuyển lên trời để chưởng cái trái rumble xuống bạn, nếu mà bo bắt trúng là mình toan, mình bắt trúng bo là bo toan, đó là vậy. Hui hư trời ơi gần tê. Đùng đó, cái rỉa CC thôi là được nha bạn. Ơ bậy. Ui da biết ngay mà. Rồi xong bỏ combo chút mình nè. Toàn ơ hụt ơ quá. Bỏ hụt các bạn ơi. Ôi gì. Ôi bắt gì không trúng bo kìa. Ảo ha. Rồi bây giờ mình toàn rồi nè bạn. À không sao bạn ơi, mình né được. Ui. Hên quá mình né được các bạn ơi. Ui. Trời bắt trúng rồi nè. Đó bắt trúng câu giờ các bạn, câu giờ chơi ít thôi. Rồi bo rồi, ủa đâu rồi. Ui bãi. Ôi, ủa cái cây đó phá Hakiken nha bạn. Cái cây đó sẽ phá Hakiken. Ôi,
ui 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 đấm nhiều bóng tới ha. Rồi cái cây như cây Tushita đó sẽ bắt Hagiken nha bạn, hơi khó chịu, bật Hagiken là sẽ bị mất liền luôn. Ôi bình tĩnh. À rồi ơi trời ơi, cây một người ơi, cây xí nè. À chúng rồi nè bạn, chúng rồi. Ừ chửi lên trời luôn của mình cũng được đó. Ủa bo nén được nè bạn, Hagiken hay quá. Nói chung là Hagiken chuẩn là cũng, nói chung là bạn nào BB hay á là bạn đó làm chủ được Hagiken nha bạn. Hay kêu quan sát á, hay kêu quan sát rất quan trọng trong BB nha, chắc chắn quan trọng luôn. Bạn nào mà không biết xài Haki qua Haki qua né Haki ken đó bạn là rất là khó để bb luôn. Rồi trúng rồi nè. Ui ừ ui ủa làm bo chúng mình ha, mình tưởng mình trúng bo. Hư dũng trời quá nó quá nít. Nói chung thì combo này khá là đơn giản cho mấy bạn nào mà vừa tập bb hay là muốn đi săn bounty để trải nghiệm mấy bạn, thì dành cho bạn đó ha. Thì nói chung là mấy bạn nào muốn BB mà săn lên cỡ 10M hay 20M hay 30M thì sẽ đa dạng cái cách mà xài chiêu hơn nha bạn, như là phải xài thêm súng hay là kiếm nha bạn, bắt buộc luôn. Tại vì mấy bạn mà săn BB á toàn là xài bốn cái vũ khí mà bạn ơi, chứ không phải xài hai vũ khí như mình đâu. Đấy, xài vũ khí như mình là tại lười bấm thôi bạn nha. Đó, tại già bấm không kịp á, chứ không phải là do combo này vậy đâu. Đó là vậy. Thì các bạn có thể kết hợp chung này kiếm hay là súng gì vô cũng được, tại vì mình lười bấm thôi bạn ơi. Đó là vậy rồi. Mình nghĩ là chắc thúc đấy tại nha. Thì các bạn cũng thấy xin một like, subscribe của mình nha, để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Bây giờ thì bye bye.